vọng rằng văn lớp của chúng ta sẽ may mắn hơn về quân bài. Trò sọt lại xem thôi, cạn lời bi. Biết là rất khó, 1% cơ hội chúng ta có, chúng ta vẫn phải cố gắng và hết mình. Biết đâu Seng không ăn được quả. Người ta có những cái vấn đề gì, ví dụ chất dần, và chúng ta cứ thi đấu đi. Và cứ tầm phút thứ 7, phút thứ 8 mà chúng ta soi tham lai chuẩn. Thậm chí là để an toàn hơn, ở phút thứ 10 chúng ta cảm giác là thế trận. Người ta đi chạy gió công sang bên nhà mình sớm, người ta lên đời sớm hơn. Bài của chúng ta lực yếu, chúng ta cảm giác không cỡ được thì chúng ta sẽ quit. Còn bây giờ thì chúng ta cứ cố gắng đi, 1% cơ hội chúng ta vẫn có thì chúng ta vẫn cứ có thể đánh. Cái tầm Seng mà rơi vào tay Thành Long thì mình cầm cho Son, mình oánh bằng một chuột thì mình cũng vã cho chết. Nói thật là như thế, rồi là Van Lớp cố lên em. Ngày xưa trên trình mọi người nhiều quá, cứ solo là mặc định là Seng cho Son. Đánh cái kèo đấu này là quá nhiều, thắng thì cũng chả vui vẻ gì, thắng xong thì cũng thở hộc hơi. Bây giờ thì già có tuổi rồi các bạn, người ta có thể chấp ngược lại mình. Có những người mà mình đã từng chấp Seng cho Son thì bây giờ thậm chí người ta có thể chấp ngược lại mình đấy. Ví dụ như cái chẳng hạn như Nam Sâu Kiêu chẳng hạn, ngày xưa dùng con ba mình gà lắm. Bây giờ thì cũng lên hàng số má top 2 rồi, người ta cũng có thể chấp ngược lại mình được. Cái tầm đấy ngày xưa là mình có thể mình chấp tốt. À, quên mất thì không bảo Văn Lớp chọn màu 2 nhỉ. Vâng, trước trận thì gần như là Văn Lớp của chúng ta có một bạn là bạn nhắc lấy màu 2 cho nó may mắn. Màu 2 là màu đỏ. Và xin cảm ơn Hùng Alex cho người chia sẻ nhá. Màu 7 này như cũng là một cái màu mà He đang rất ưa thích. Và He ở ngoài đời thì cũng là tương đối thân thiết đối với cả Van Lớp. Hai người khi đối đầu nhau thì căng như dây đàn, nhưng khi xong kết thúc trận đấu là những người bạn đời và có thể ngồi nói chuyện và tâm sự với AoE một cách thoải mái. Và ngày xưa mình có nhớ một thời điểm mà cặp He và Van Lớp siêu mắc bình trong cái thể loại 2-2 những cái giai đoạn năm 2014. Cái thời kỳ đấy cặp đôi này đánh các kèo ở quán Dũng Quân 3, 369 Nguyễn Khang của mình là khá nhiều. Và mỗi lần hai game thủ này đánh cặp với nhau thì mình luôn ôm chân ghế và ngồi xem và động viên. Cái thời điểm năm 2014 đó thì Van Lớp đã từng nói rồi, đánh 2-2 và chỉ thích cặp với He thời điểm đấy, không ngại bất cứ ai ngoài He. Đấy là cái thời điểm mà He đang rất mắc binh. Ở những giây phút cố gắng đến từ Van Lớp, bằng chiến thuật xanh chín luôn. Mình chỉ nói hai từ xanh chín luôn. Anh em có thể hiểu hai từ xanh chín này nó như thế nào. Mình tránh lộ chiến thuật dành cho Van Lớp, thì Van Lớp là người cầm quân phía dưới. Xanh chín thì nói chung là người ta có thể hiểu nôm na. Đó là 5 ăn 5 thua. Và 5 ăn 5 thua thì ta sẽ hướng tới là khẩu hiệu hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn, không đánh loằng ngoằng và không đánh lâu dài. Đấy là những cái nỗ lực dành của Van Lớp ở trong trận đấu khi Van Lớp người cầm cho Son. Lên đời ngang phèo, 1% của em đã biến thành 30%. Quân cho Son với cả đối đầu với cả Seng gần như trong thể loại solo là 1-10-1 tịt rồi.
Và chúng ta cứ nhích dần phần trăm và theo mọi thứ diễn biến nó đang xảy ra. Lên đời bằng nhau là chúng ta đang có nhiều cơ hội hơn. Và đây là vị trí bãi vàng của Sen. Và các bạn nên nhớ rằng bãi vàng thì chúng ta được phép bo bê thoải mái, chúng ta không được phép bo bê vào các vị trí bãi quả ăn chung. Nhưng các bãi vàng, bãi gỗ chúng ta dí em cách thoải mái. Hãy làm tất cả những cái gì có thể ở trong trận đấu này đi. Đây là bãi vàng khác của BB. Đó, BB đang sở hữu tương đối nhiều bãi vàng quanh vị trí ở chính của mình. BB đã có một chiến thuật là ôm rất nhiều vàng để chủ động đánh phù ở trong trận đấu này. Đó, một cái BE khá chiến thuật dành cho Valop. Đây là một cái vị trí BE mà người ta không thể nào mà bo được vị trí bãi vàng. Nhưng đến thời điểm này thì có lẽ là lượng vàng người ta có thể đủ sóc đều một P thời điểm bắt đầu và kẹp theo một nhà chém. Xanh chín đến từ liên thủ và lớp 5 thua hạ cũng nhanh tiêu diệt gọn và thành công hay thất bại là chỉ trong tầm 2-3 phút nữa thôi. Người ta sẽ đáp P, còn vấn đề rằng P người ta có hù được đỏ hay là đen. Và con người giò của lớp cần sống để kiểm soát được cái vị trí nhà P ở đâu. Hướng dân đang di chuyển là hướng vị trí nhà P người ta xây. Và theo phán đoán của mình là sau vị trí bay gỗ. Và tiếp tục, dân của BB đã có bánh xe. Không đủ thời gian để có thể xem được cái chỉ số nhà P của họ ở đâu. Và các bạn muốn mà xem bên đối bạn đóng P bằng cách xem tham live, mình có thể truyền cho anh em tất cả một kinh nghiệm. Đó chính là bạn vào xem tham live, bạn kích vào dòng thứ 3. Tiếp theo bạn nhìn vào chỉ số dòng ô thứ 4. Nếu có số 1 thì có nghĩa là 1 là P, số 0 có nghĩa là 0 là P. Đó, đây là con P của BB. Hú trộm được Van Lớp một con rất nhanh. Chúng ta mất đi con giò thì chúng ta không phát hiện được nhà P ở đâu. Đây, nhà P giấu rất xa. Tiếp tục đào vàng đến BB. Và cái bãi vàng này chúng ta có thể kiểm soát liên tục được khi mà hai vị trí nhà L của chúng ta tương đối gần. Bây giờ Van Lớp có xây thêm một nhà L ở nhà đấy không thôi. Thời điểm này thì Van Lớp đang chiếm thế ưu, lực của em đang bền hơn. Họ thì đang đánh một chiến thuật còn công P. Chúng ta vẫn chưa có quá nhiều vàng đâu. 2P thì là ok rồi, nhưng cái vấn đề rằng họ chưa ra phù đều được. Họ vẫn đang tập trung rất nhiều đồng dân để chăm chăm ăn vị trí bãi vàng này. Và cái vị trí 6 giờ mình trên bản đồ là còn một bãi vàng nữa. Bạn lớp cần phải kiểm soát được cả bãi vàng này nữa. Em đang kiểm soát tốt được hai vị trí bãi vàng gần nhà của BB. Trên bản đồ vẫn còn một vị trí bãi vàng nữa, hoặc ngay dưới đích của sư tử đấy. Toàn GE nhiều những thứ đi. Và bây giờ chúng ta đang có một nhà L tại nhà, nó đánh bằng chất phủ, tránh trường hợp bị bỏ nhà. Rồi, tốt nhất là chúng ta dắt thêm ba con chém nó về cho an toàn. Vẫn có cơ hội highlight dành cho Van Lớp ở trong trận đấu này. Bây giờ thì cơ hội của chúng ta từ 30% thì chúng ta nhảy lên gấp đôi 60% rồi. Nỗ lực cố gắng tuyệt vời đến từ về từ Van Lớp. Và anh em có thể ủng hộ cho Van Lớp. Yêu Van Lớp, quý Van Lớp, thích sự cố gắng đến từ Van Lớp, vượt khó đến từ Van Lớp thì hãy like và chia sẻ cho Van Lớp thật nhiều. Càng nhiều hội nhóm thì là càng tốt. Ba chén đủ có thể thủ được những cái tên phản công với BB. Chiến thuật trâu về đến từ BB hiện tại đang bị phá sản bởi tay của Van Lớp. Van Lớp đang có một thế khung nhà ra ruộng khá bền. Còn BB sẽ phải làm cái gì đây?
và Van Lớp có thể là tích cực lại và lên cung lên bánh xe một tơn đi em ơi. Thời điểm này có lẽ là em nên lên bánh xe một tơn cho nó an tâm, tránh trường hợp xấu những cái tơn rúi y chẳng hạn, hay là những cái tơn gì đấy nó ảo đột biến. Cái lượng chém và số lượng dân của chúng ta đang chiếm thế ưu rồi. Bì vẫn đang cố gắng đi ăn vàng ở vị trí khác để một chiến thuật trâu về. Thời điểm này nếu mà chúng ta cần thiết thì hy sinh của vài con dân lên vụt P cũng được. Tầm này mới tầm 5 đến 6 con nông dân mà đi tìm cái vị trí P của chúng ta vụt thoải mái, chúng ta sẽ không bị mất chém. Không thì chúng ta cứ những cái chiến thuật và trâu dân và trâu chém thôi. Có thể có nhiều vàng, có quá nhiều phù trong trận đấu này được. Các bãi vàng thì gần như Van Lớp đang kiểm soát khá tốt rồi. Đánh càng lâu thì cái lượng chém của Van Lớp nó càng đông hơn và hung hãn hơn. Chỉ cái cơ hội phù đến từ BB đã bị giảm đi rất nhiều trong về mặt thời gian. Và mỗi vị trí bãi vàng thì chúng ta nên kiểm soát kỹ nhá. Đứng dân, đứng các vị trí chém. Cái bãi vàng thứ tư phát hiện trên bản đồ chúng ta kiểm soát liên tục. Đến thời điểm này thì chúng ta cái cơ hội hoặc xét mặt thời gian đang được tăng lên từ 60% trở thành 70% rồi. Và một quá trình mà chúng ta đi từ 1% mà nhảy lên 70% rồi, 30% nữa chúng ta vẫn không được phép chủ quan, vẫn phải nỗ lực cố gắng. Vâng, BB đang vẫn đang cố gắng. Vác một đống dân quyết tâm đi đào vàng trộm. Đây, tiếp tục thêm nhà P nữa. Những P của BB không nhiều đâu. Có hù được 1-2 con không đáng kể. Nó thật ra không đáng kể. Bởi vì hù được một con thì Van Lớp có thể sóc một phát là ra ba chém. Chúng ta mất một con, chúng ta vẫn hút sóc ra ba chém, đồng nghĩa là chúng ta sẽ dư ra hai con. Con BB không còn quá nhiều vàng để có thể sóc được đều các vị trí nhà P của mình. Và dân của BB thì càng ngày càng thưa thớt. Đó, một trận đấu mà chúng ta xét về mặt quần cảm chừng lúc đầu là quá khó. Nhưng cái sự nỗ lực đến từ Van Lớp, chúng ta đã kiểm soát thế trận cực kỳ tuyệt vời. Đấy, đánh nó phải cố gắng như thế này. Thì ngày xưa các cụ có câu rằng chảy cối làm nên huyền thoại. Và mình cũng chả biết huyền thoại đấy là ai, nhưng ít ra là cái tính chảy cối nó tạo ra những cái trận đấu mà chúng ta không thể tin nổi về mặt quân. Ví dụ như cho son đối đầu với Seng, hay là những cái timeline người ta gọi là đè 7-3 rồi mà vẫn bật lại được trong 4-4 nhờ vào cái sự chảy cối. Anh em có thể thấy hay và có thể đã yêu mến Van Lớp, có thể ủng hộ Van Lớp bằng cách like và chia sẻ cho Van Lớp để cho mọi người biết tới. Cho son chém chết Seng và Seng rồi tay đi cầm. Kiểm soát các bãi vàng kỹ. Bãi vàng thứ tư người ta vẫn đang có ý định ăn thằng nghĩ nhăm nhè, nó đang đẻ dân đều. Càng đánh thì tham lai vẫn đang càng đẻ. Nói chung tầm này thì Van Lớp lên chém 4 rồi thì Van Lớp không sợ gì cả. Trường hợp xấu nhất là người ta cắm trộm đi để khắc chế chém của chúng ta. Thì thời điểm này thì chúng ta có chém 4 rồi chúng ta cũng không hề xoắn. Y người ta cũng chả nhiều đâu. Đấy là trường hợp xấu nhất thôi. Có lên được cung Nga thì cái timeline liều tiều đấy thì chúng ta cũng vã chết. Nói chung là đánh cái gì chúng ta cũng có hội vã chết. Chúng ta chỉ cần kiểm soát được cái lượng vàng trên bản đồ là ok. Chỉ có quân vàng mới có thể khắc chế được bài của Van Lớp thôi. Người ta cần vàng để khắc chế là để làm được cái điều đấy. Chốt cung giờ tập này không có tuổi. Tập này thì đẻ được mấy con cung giờ đối với việc mà chúng ta sóc bền ba nhà L ngay từ thời điểm những giây phút đầu tiên. Ngăn tôm dân này khả năng BB sẽ quyết luôn đấy. Đây là cái bãi vàng chúng ta nên kiểm soát. Còn chém 4 và vã dân nhanh lắm và BB đang rất nhanh tay. Chúng ta sẽ bám đuổi. Van Lớp có cẩn thận thì làm thêm một cái nhà P nữa, tránh trường hợp và BB đâm mi bất ngờ. Hoặc là kẹp thêm cung Nga một cái áo cũng được. Hoặc là cẩn thận thôi. Và người ta đang trâu hù nha. Người ta hù được tầm 4 con của mình. Đấy là số lượng 4 con nguyên đai nguyên kiện của mình đấy. Còn 4 con này thì tương đương là một tơn là chém của Van Lớp thôi. Nên bấm hết hù em ơi. Người ta hù được hết mana rồi. Cho hù luôn.
chấp phù luôn hai tờ chém. À, quá tuyệt vời dành cho game thủ Van Lớp, cầm cho Son. Nỗ lực, cố gắng. Và bây giờ thì Van Lớp gọi Bi ơi. À, rất khó chịu. Và cái câu Bi ơi này nó khó chịu lắm vì nó nhói. Nhói khi mà Bi là người đang sở hữu quân 1-10, còn Van Lớp chỉ là quân tịt thôi. Và anh em có thể ủng hộ Van Lớp đúng không ạ? Sự